Borio. 4. Giới thiệu đại biểu. 5. Đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 6. Diễn văn khai giảng năm học mới, đánh trống khai trường. 7. Văn nghệ chào mừng. 8. Tặng hoa chúc mừng của quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc quận Phú Nhuận. 9. Khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích cao. 10. Phát động chủ đề năm học của tổng phụ trách đội. 11. Phát biểu hưởng ứng chủ đề năm học, thiếu nhi Phú Nhuận học tập tốt, rèn luyện chăm. 12. Trao học bổng khuyến học. Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường, em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương. Vâng, hẳn trong chúng ta, ai cũng nhớ những ngày đầu tiên gấp sách tới trường. Và hôm nay, đối với học sinh lớp 1 trường chúng ta, cũng có một ngày đặc biệt thật như thế. Xin kính mời quý vị đại biểu và quý thầy cô giáo, tất cả các em học sinh khối 2, 3, 4, 5, chúng ta cùng nồng nhiệt chào đón 131 em học sinh lớp 1 thân yêu. Sẽ trở thành